make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. Nha. Hôm nay có cái chiếc này mình quay chia sẻ với các bạn. Thì bây giờ mình giới thiệu trước tiên, đây là logo Toyota. Xe này thì nó cổ rồi, nó cũ rồi. Nhưng mà nếu mình mà các bạn có theo dõi cái anh mà ở bên Mỹ, anh Việt Kiều mà hay post về mấy cái xe đua xe mấy đó, hay là vô bãi phế liệu của xe mô tô đó. Nó anh đó tên gì quên này, cái gì Eric hay gì đó của dì Nguyễn đó, quên tiêu. Anh đã rành về xe này hơn nè. Hôm nay ở Việt Nam mình cũng độc lắm rồi đó, giờ mình cũng ít thấy xe này. Mà hôm nay thấy đây là chiếc Toyota Supra. Supra Toyota này là hai cửa. Xe này ở Việt Nam mình cũng hiếm lắm, ít có thấy người chạy ngoài đường lắm. Bên Mỹ á, hiện tại bây giờ là bên Mỹ nó đang thịnh xe này, là nó mua cái xe này về nó sẽ độ lên cái máy khác, hoặc là độ máy này lớn lên để dành đua trong mấy cái trường đua đó. Đây là số tay, cho nên bên Mỹ nó hay thịnh hành cái xe số tay mà đi độ đua trong trường đua hay là đua ngoài đường phố đó. Đây chính là Toyota Supra. Toyota Supra này đời cũ nhưng mà mọi chức năng toàn bộ là xài điện hết, từ bấm kiến cho tới chỉnh ghế hoàn toàn là bằng điện nha cả nhà nha. Đây Toyota Supra này nó là đặc biệt lắm á, khung sườn nó chắc cho nên bên nước ngoài người ta chuộng để làm gì, để độ máy lớn lên. Này nó là một chiếc xe hai cửa, nắng quá cho nên là cả nhà thông cảm nha. Nó là một chiếc Toyota hai cửa rất là độc, cái khoang máy của nó rất là lớn. Xuất ra đọc đây là gì, hai cái đèn pha nó xếp xuống, khi mình mở đèn pha thì mở đèn nó mới bật lên. Cái xe mở cho bạn coi ha. Đây Toyota Supra. Đây nè, cái chỗ Supra nè. Đó, Supra. Good morning Việt Nam. Bây giờ mình vô mình mở đây nè. Nhìn xe nó đẹp lắm. Mình sẽ mở cái đèn lên cái để nhìn cho nó hoành tráng tí xíu. Đó, lên thấy không? Mình mở cái là nó bật lên. Đó, đặc trưng của Supra đó là vậy đấy. Xe này mình thật sự ở Việt Nam mình ít thấy lắm. Hầu như là có nhiều xe nó đã vô bãi phế liệu hết. Còn răng cái đường thì cũng là cổ hết rồi. Thấy không? Đây mình tắt đèn không, tắt đèn xong nó sẽ sập xuống rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái capo cho các bạn coi cái máy đó nha. Cái máy cũng nó cũng rất là độc. Những người Toyota nó sản xuất cái xe như vậy đi nó cũng rất là bền. Giờ này mà còn lăn bánh là được nó dữ lắm. Đây khoang máy nó rất là lớn. Xe ở Việt Nam mình không có độ gì hết cho nên nó không có đẹp. Mình chủ yếu quay cho cả nhà coi cho vui thôi. Thấy không? Nhìn nó cái khoang nó rộng lắm. Bởi vậy bên nước ngoài độ cái nước nó độ lớn hay là độ thêm cái gì, độ super chạc hay độ turbo gì thêm vẫn là được. Xe cổ nhưng mà được cái là nó khung sườn chắc. Xe này đảm bảo với các bạn nếu ra đường thì cũng ít không đụng hàng đâu. Nhưng mà ở Việt Nam mình nó được nó không hay cái là nó không có cho mình độ xe nhiều. Chứ thật sự mà xe này mà ở Mỹ thì giờ này nó rất là đẹp. Độ lên máy móc các kiểu và lên mâm hay là làm khung đồ chơi của nó độ thêm nhiều lắm. Đây là một Supra. Đèn hồi xưa nó là cái đó là phía ngoài. Bên trong nội thất nó thì bây giờ nó Việt Nam mình chủ xe này trước kia chắc không có chăm chút nó nhiều, thì đi theo kiểu Việt Nam mà
đi thời gian chán rồi bỏ bê nó, cho nên là nội thất này kia nó hư hết, nó không đẹp. Nhưng mà thật sự nếu mà có bàn tay mà những người chịu săn đồ và những người mà yêu xe đó, thì chiếc xe này chắc cú nó sẽ đẹp lên liền. Làm lại toàn bộ bọc da, bọc ghế, làm lại những cái đồ mà nhìn trong đây hầu như nếu mà làm lại thì chắc có thể thay hết. Sẽ thay hết thì nó rất là đẹp luôn. Chiếc xe này nếu chịu dọn, chịu chi tiền để làm lại tất cả cái gì về nội thất, kể cả ngoại thất, khoang máy nếu mà chịu chơi nữa thì cũng làm rất là đẹp. Xe này là chỉ giữ đời khung sườn chắc. Nhưng mà được cái là toàn bộ là điện hết. Gương điện, chỉnh gương điện, kiến điện, toàn bộ chức năng là điện. Hay. Xe này nếu mà thật sự nếu mà ở bên bên Mỹ đi, hoặc là bên Mỹ có cái người nào ở Việt Nam mà chơi xe đó, mà được quen những người bạn nào bên Mỹ mà nhìn, tại nó có phụ đồ nhiều. Chứ không phải nói Mỹ Mỹ nha. Thật sự là nếu có bên bển nó đồ nhiều, đồ chơi xe này nhiều lắm, thì quen thì mình mua về đó. Cứ cái chút chút vô xe này bao nhiêu các bạn là rất đẹp luôn. Và đi uống cà phê hay đi chơi ngoài đường rất là sang chảnh luôn. Chạy bốc lắm nha cả nhà. Một tí xíu mình sẽ lăn bánh luôn nè. Bây giờ mình sẽ lăn bánh trước ha. Lăn vòng nha. Xe này có độ bô nha, không có độ gì hết trơn á, được độ bô. Chắc mình sẽ quay đầu nữa đi. Mình sẽ chạy một vòng cho cả nhà xem. Chạy bốc lắm á, đồng hồ mình đã chạy lên cho bạn coi. Đây trước mắt thì bạn nhìn nội thất đi. Và khi nào mình chạy ra ngoài quay tốc độ cao lên đó thì mình sẽ quay nha. Chiếc xe này thật sự là mình thấy nó cũ nhưng mà nó chạy cũng vẫn là im, vẫn là mượt, nó nhẹ lắm. Cho nên là dọn lại đi thì chắc cú là các bạn nè, sẽ là phê đấy. Đợi xíu mình test cho bạn coi nha. Rồi giờ mình chuẩn bị nha, chuẩn bị cho cả nhà là mình test tí xíu về cái xe này thử coi nó mạnh sao nha. Bên Mỹ có hoặc là bên Mỹ không có, mình sẽ ráng cố gắng để mình mượn mình quay mấy cái xe cổ cho tới cái xe mới luôn, mới luôn cả 2018-19 luôn. Mình sẽ cố gắng mình quay lên để cho cả nhà xem, để mình có biết được Việt Nam mình bây giờ cũng không thua ai. Cho nên cái kênh của mình là Siêu Xe Việt Nam, thì các bạn cứ lên đó nhớ đăng ký giùm mình, chia sẻ giùm mình. Mình cảm ơn cả nhà. Thì qua đây gần tới cuối năm rồi, chúc cả nhà năm mới vui vẻ, phát tài. Để anh em nào được thì sắm xe mới nha.
để vu ngoài đường. Có gì đó thì các bạn comment phía dưới của bên YouTube của mình, thì mong cả nhà chia sẻ hoặc là ủng hộ giùm mình nha, để mình có động lực. Chứ thật chắc mình làm mình cũng chưa có nói, không phải là làm để làm gì, phe làm gì hay là cái gì.